chồng em nhỏ xíu à. Em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. Mà quen được 1 năm rưỡi rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen với cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách giỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi, lý trí không bỏ được con tim kia, phải xách giỏ lên Sài Gòn tiếp. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà, mẹ em làm hết trơn, vợ em không có làm hết trơn á. Con khóc vợ em nằm mà mẹ em bồng không à. Muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm như sốt cả đêm, chỉ có mình em phải ăn bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Em mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Vũ Phương, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp là em đang công an. Thôi chào em tên gì, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Trang và hiện tại là em 24 tuổi, em đang là giáo viên. Chà, công an và giáo viên mình sao mà quen nhau được ta? Em với vợ em quen nhau là do hôm đó là cơ quan em tổ chức hội thao với lại văn nghệ. Rồi mời bên trường đại học sư phạm của vợ em đang học á, và qua tham gia giao lưu. Cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh này thì sao? Chồng em nhỏ xíu à, em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. Rồi sao nữa? Dạ sau đó thì hai đứa coi văn nghệ thì ảnh có xin số điện thoại của em thì em cũng cho anh số. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ khoảng 1 tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Cũng lâu ha. Dạ. Rồi đó nghe nè, vợ em ghen dữ dội không? Cũng ít lắm anh. Rồi có lần nào mà ghen mà cãi vã nhau chia tay? Dạ có, em thì lúc mà quen được 1 năm rưỡi rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen với cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách giỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi, lý trí ông bỏ được con tim kia, phải xách giỏ lên Sài Gòn tiếp. Ôi rồi xong lúc là tự động em vô luôn chứ cũng dạ, không phải là do là nhận được lời xin lỗi? Dạ không, lúc đó em điện thoại lâu, cũng khoảng gần 1 tháng á em mới điện thoại được. Và đôi khi em xin lỗi. Rồi bao lâu rồi lấy nhau? Sau đó 6 tháng thì em lấy nhau. Vậy bây giờ tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Gần 1 năm rưỡi rồi. Trước khi đám cưới là chân chu xuân sẻ, có khó khăn gì trước đám cưới? Dạ không, trước khi đám cưới thì cũng khó khăn lắm chị. Tại vì chồng em thì miền Tây, em thì miền Trung. Cưới thì mẹ em khóc dữ lắm, mẹ em nói là giờ có một đứa con gái mà giờ gả xa quá. Với lại là mẹ muốn là về ở bên cạnh mẹ á, là dù gì là cũng ở sát nhau thì có mẹ có con. Cũng sợ vùng miền rồi không sống được với nhau á chị. Hai em phải làm như thế nào để vượt qua những cái điều đó? Em điện thoại cho ba mẹ em xin cưới thì ba mẹ em cũng nói là mày cưới gì xa quá, thôi để cưới ở miền Tây đi cho nó gần. Xong sau đó thì em điện thoại cho mẹ ba em với năn nỉ, thì nói chung là vợ thương vợ con rồi thì bây giờ buộc phải cưới nên ba mẹ cũng đồng ý theo con luôn. Dạ cũng đỡ ha. Giờ đến cái phần mà sau khi cưới về đó thì đại hội danh mặt đó, tới đại hội phát hiện chồng em có gì xấu không? Đầu tiên á là ở sạch sẽ dữ lắm, cái nhà mà quét tới 3 người quét 3 lần rồi mà chú về chú cũng cầm chổi chú quét lại nữa. Áo quần của em á là 7-8 năm rồi vẫn y như mới, chứ không như em, đồ em cỡ vài tháng là thấy cũ rồi. Tính em là em có mưa xong rồi em mới dọn 1 lần luôn chứ em không có dọn từng cái một. Tôi ở sạch của anh em giờ ai cũng sợ. Chồng em còn gì nữa không? Về nhà chồng em ít nói lắm, chỉ ẵm con chơi chút rồi cũng không nói chuyện với ai hết á. Nên là cái khoảng cách giữa chồng em á với mẹ em á, nói chung là cứ hai người gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau, làm cái không khí gia đình á nó trầm lắng, nó không có được vui vẻ. Nhìn thấy rất là vui vẻ, rất là hoạt bát mà. Dạ trước giờ em ít nói lắm anh, mẹ ở nhà thì nói chung là cũng lâu lâu mới nói chuyện với mẹ vài câu thôi chứ cũng không có tâm sự với mẹ nhiều. Về là cứ hầm hầm mạch làm, cái xong mẹ em cũng thấy cảm thấy sợ chồng em nữa. Ủa nhưng mà mẹ em vô đây là chăm em, chăm dạ, chăm con bé của em đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ em sợ chồng em sao, kể nghe coi. Mỗi lần chồng em sắp về là mẹ em bắt đầu đi làm, là cái gì cũng phải thiệt sạch sẽ. Chứ mà chồng em có giữ không? Cũng biết nữa, mà tại chồng em ít, chồng em nóng tính nên là chồng em im mà. Tuy là sau khi cưới về là em chưa bao giờ em tâm sự với vợ em hay sao? Dạ tâm sự với vợ. Vợ thì tâm sự chứ, với mẹ vợ. Còn mẹ vợ thì em ít tâm sự với mẹ vợ. Dạ. Chưa bao giờ luôn. Dạ chưa. Với mẹ ruột của em thì sao? Dạ nếu mẹ ruột thì em cũng ít đó anh. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà, mẹ em làm hết trơn, vợ em không có làm gì hết trơn á. Con khóc vợ em nằm mà mẹ em bồng không à. Nhưng mà anh nghĩ là em là thuộc tiếp người là ít có chịu thổ lộ với những người xung quanh đúng không? Dạ. Vậy thì chứ không phải em là người vô tình vô tâm. Dạ đúng. Nhưng mà qua chương trình này em cũng muốn nói gì với mẹ vợ em không? Dạ qua chương trình thì em cũng xin cảm ơn mẹ vợ em rất nhiều. Và tại vì con ít có tâm sự với mẹ nhiều nhưng mà con vẫn thương mẹ, xin mẹ hãy xem con như là con ruột. Thì phải xem là con ruột thôi. Rồi bây giờ chồng có hay đi nhiều không cơ? Công việc của chồng em bắt buộc 2 ngày mới được về một đêm. Về nhà lúc nào cũng 8-9 giờ tối rồi về chồng ngủ, cái sáng mai chồng đi. Nên là em thấy tuổi thanh dữ lắm.
Tại vì muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm đi sốt cả đêm, chỉ có mình em phải ấm bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Vì lúc mẹ em chưa có vô á. Rồi có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á, thì có khi phải nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi khi em có bầu á thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm, còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết đó. Nên là thực sự là ngày lễ Tết hay gì em thấy nhà người ta đông vui vậy đó, em thấy tủi thân ghê gớm lắm. Mà em cũng sợ con em sau này sẽ buồn nữa, tại vì những ngày lễ thì chồng em phải được 100% không có về nhà, mà mấy bé kia thì được ba ẵm đi chơi rồi cả gia đình cùng đi chơi á, mà con em thì chỉ có mình em mà. Nên em nhìn mà từ nhỏ là em ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha, em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Hiểu được nỗi lòng của vợ? Dạ em cũng hiểu anh, nhưng mà tại vì do đặc thù công việc của em nó như thế là đôi khi em cũng nói tâm sự với vợ em cũng thể thông cảm và hiểu cho em. Ông nói vậy chứ ông có tâm sự với chị không? Ông có ngày lễ chị sinh nhật em á, chồng em trực á, rồi cũng không nhắn tin về chúc sinh nhật vợ, hay là cũng không có mua quà vậy đó. Vậy là coi như tôi đánh giá về chồng em sai hoàn toàn. Hồi nãy tôi đánh giá tôi là chồng em là một người không có một người quan tâm, không tính. Bây giờ nghe xong rồi, ông lẽ bây giờ tôi đánh ông chứ. Nghe nè, trước khi em lấy chồng, dạ, em có nghĩ rằng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào? Dạ, lúc trước em lấy chồng á thì nói chung em nghĩ cuộc sống hôn nhân của em cũng bình thường giống như mọi người thôi. Là cũng cùng chồng nấu cơm, rồi thứ bảy chủ nhật thì cùng quay quần bên nhau, rồi những ngày lễ thì mình ở cạnh nhau rồi nói chuyện trò chuyện này nọ, rồi cũng được như bao người vậy đó. Nhưng mà khi lấy chồng em thì vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng mà nó khổ là cái tính chất công việc của em nó khổ vậy đó. Dạ. Có những cái mà chồng em muốn chia sẻ với em mà cũng không thể được, bởi vì nó thuộc về bảo mật rồi. Cái đặc thù công việc của chồng là như vậy. Tuy nhiên á, theo chị thì chính vì cái công việc của mình nó là như vậy thì bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh thì mình phải bù đắp. Chị hỏi này, em có thường có những hành động lãng mạn nè, hay đưa vợ đi cà phê, đi ăn kem hay đi coi phim không? Dạ, lúc mà chưa có em bé thì có vậy, nhưng mà sinh em bé tới giờ thì vợ em phải ở nhà chăm nên ít có, vợ chồng em ít có đi. Nãy mới tố nó là vợ mẹ vợ em làm không, vợ em nằm con khóc rồi cũng mộng. Vậy lúc đó tại sao không hốt đi cà phê đi? Tôi tài trợ cho, đi coi kịch đi, tôi tài trợ nè. Dạ. Đúng không? Thích đi coi kịch không? Dạ có chị. Tôi tài trợ vé cho đi đó. Coi. Lãng mạn chút đi. Tôi thấy thương quá à. Trời ơi, cặp mắt vợ đẹp quá. Đẹp quá. Như trang nhãn vậy đẹp đó. Đẹp như tôi vậy đó. Mà tự nhiên để nước mắt rớt xuống mà ngồi không biết lau cho vợ nữa. Trời ơi. Lau nước mắt cho vợ đi. Đó. Thương ghê không? Nãy giờ vợ đã nói rồi đó. Yeah. Phương có điều gì muốn nói? Mong vợ thay đổi, mong vợ hiểu, chia sẻ với vợ. Đứng lên được, ôm ấp được. Ôm ấp đi. Để người ta nhắc tuần hoài. Cái cơ hội nữa. Em mong vợ em sẽ thông cảm cho em và bớt tủi thân, bớt khóc. Trong thời gian em không có ở nhà thường xuyên nên em ở cơ quan. Ôi trời ơi, nói với tôi làm cái gì? Nói với vợ kìa. Dạ. Gì đấy? Rồi, rồi. Chúc hai em hạnh phúc nha. Em giới thiệu về mình. Em tên là Quang Huy, 31 tuổi. Em là nhân viên xuất nhập khẩu. Còn em? Em là Thu Hương, em 26 tuổi, là nhân viên văn phòng. Nhưng mà như là bạn không phải là người ở trong này đúng không? Em người Hải Phòng. Em cũng Hải Phòng. Ôi Hải Phòng, nhưng mà là hai bạn đang làm việc và sống ở đây. Em vào đây từ nhỏ rồi. Còn em là mới. Em là vào đây học đại học xong em mới ở trong này. Mà hai em gặp nhau đầu quán nhậu anh ạ. Tại vì hôm đấy là anh ấy nhậu với bạn đại học, xong rồi em thì chơi với một chị bạn đại học của anh nữa, cũng là người Hải Phòng luôn. Thế là gặp anh này, thấy chị này giới thiệu anh cũng là người Hải Phòng cùng quê rồi gia đình thế này cũng giới thiệu, xong rồi hai người cũng nhìn nhau lại may mắn làm sao lại ngồi đối diện nhau. Đối diện nhau em có ấn tượng về mái tóc anh không? Có anh ấy rất ấn tượng về mái tóc của chồng em đó. Mái tóc rất nghệ sĩ. Bố mẹ chồng em ai cũng ủng hộ anh để mái tóc này hết đó. Em chắc có lẽ là rất ấn tượng về cô gái lúc đó. Dạ có, em ấn tượng là cũng xinh xinh, da trắng. Có nhận ra là đồng hương rồi? Dạ biết ngay là hôm đó rồi anh. Tại vì đồng hương nên em mới để ý anh ạ.
Thôi chủ động tấn công. Nhưng mà hai người chắc gặp nhau cái là thích nhau liền đúng không? Dạ không, dạ, lúc chưa. Đầu em gặp anh ấy thì em thấy anh ấy là hơi già già so với tiêu chuẩn của em. Tại lúc đấy em mà quen thì em thích quen trẻ trẻ thôi. Ừ. Tại lúc em vẫn còn đang nhí nhố, không thích quen già lắm. Với lại nhìn thấy anh thì cũng mập mập nữa, thế là em thì cũng không thích lắm. Ờ. Nhưng mà anh ấy thì đặc biệt cái là tất cả những người tán tỉnh em ấy thì đều là nhắn tin dồn dập. Nhưng anh này thì 2-3 ngày mới thấy nhắn tin một lần. Ừ. Thế là em thấy em có ấn tượng. Cái đó có chiêu của em hả anh? Dạ, thì lúc nãy em rảnh em nhắn thôi, em bận lắm. À vậy hả? Nhưng mà ấn tượng nhất là ở vợ em là cái gì? Vợ em ăn to nói lớn lắm chị. Nói chuyện lớn tiếng rồi cười hố. Giống chị không? Anh không tin nhìn vợ em. Chị hơn chị. Em không phải là em cười giống chị đấy. Nhưng chị... mà bây giờ em không cười được như vậy. Bây giờ phải làm sao để cho em cười? Em... phải chắc bắt các bạn nhậu ở đây ngồi. Dạ đó đúng rồi đó. Rồi hai người bao lâu thì chính thức quen nhau? Vợ dạ, em cũng 3 năm rồi. Được 3 năm mới cưới. Vậy thì trong 3 năm đó quen nhau thì có lần nào chia tay không? Dạ có, vợ em chủ động chia tay. Tại vì lần đó là lên Facebook của một người bạn, thấy em một tấm hình em cũng thân mật với một cô gái, nên tự nhiên ghen đòi chia tay, cái em đồng ý luôn. Tại vì vô lý quá. Ừ. Ủa mà sao dữ vậy? Tại vì anh là mối tình đầu của em. Ờ. Nên là không biết rồi, chắc là cảm giác của lúc ấy em vẫn còn trẻ con nên cảm giác đấy, nên là nhìn thấy hình như vậy là thấy là nóng máu rồi. Thế là em hỏi cái này là như nào, sao mà lại ôm íp nhau xong rồi để bạn chụp hình này, đấy là chụp trộm chứ anh đâu biết được đâu. Cãi tới cãi lui xong rồi cuối cùng em đòi chia tay, đồng ý chia tay luôn. Ừ. Là cùng em ở nhà, thế là cứ lên trên Facebook thấy anh đi đâu anh cũng check in trên Facebook, chắc là cố tình cho mình biết. Ừ. Nhưng mà thấy cũng chơi ăn chơi lành mạnh chứ không có gì cả. Ừ. Mà lại thấy trong quá trình mà giận nhau thì vẫn nạp tiền điện thoại cho vợ. À. Thế là không quên nhiệm vụ. Rồi ai chủ động làm quà trước? Dạ vợ em. Em 3 năm sau mới cưới. Dạ. Vậy thì cưới nhau về cái đêm tân hôn thú vị. Dạ vui lắm anh. Tự nhiên hai vợ chồng đang vui cái quay qua vợ em ngồi khóc luôn. Sao vậy? Vợ em bị thần kinh không bình thường. Đêm tân hôn thì là một sự sung sướng mà. Không biết nữa. Không, tại vì trong hôm đám cưới á, thường người ta là mình sẽ đi mời từng bàn. Mà chồng em thì mời được 2-3 bàn đầu à, xong rồi tự nhiên bỏ đi xuống dưới. Xong rồi gọi cà vạt thì vất ra một chỗ, vét thì cởi hết cả ra, xong rồi bỏ hết ra ngoài quần. Em chạy xuống thấy rất tàu cốc miếng thịt. Thế là kiểu của mình em đi chào bàn thôi, mà khách thì cứ hỏi chú rể đâu. Thế em xuống em cũng nói anh đói lắm, bây giờ khách thì không cần chào đâu, em phức tạp đâu, người ta còn ăn mà. Thế là em đâu dám nói đâu, tại vì bạn anh ở đây đông quá sao mà dám quát chồng. Thế là hậm hực trong lòng. Thế xong rồi về tự nhiên khóc, anh lại tưởng em hạnh phúc quá. Ông chồng đẹp trai quá nên hạnh phúc. Dạ em cũng thuộc tiếp người vô tâm đó. Thì em thấy vậy cũng bình thường thôi chứ chị. Ngày đám cưới mà vậy bình thường sao được. Không, em có chào họ hàng người lớn tuổi em chào hết. Chào chị còn lại bạn bè là không chào thôi. Chồng em như chị Vân mới nói là có vẻ như vô tâm. Dạ đúng rồi. Có lần nào mà vô tâm khiến vô em tâm hơn. Vô tâm hơn. Chồng em là tiếp người mà không quan tâm đến cái gì cả. Có 2 lần lớn nhất tức là cũng là chỉ vì chuyện anh ấy đi nhậu bỏ em ở nhà mình thì tủi thân, xong rồi lại còn sợ ma nữa. Nhà lạ nữa. Xong chồng thì mới cưới về thì lại bỏ đi nhậu. Thế 11 giờ mới về. Mà anh này cứ một lần nhậu về là anh ấy cái khò, anh đâu có quan tâm là vợ mình đang lúc đấy đang làm gì hay là như nào đâu. Thế em mới tức quá, em điên quá, em lấy chân đạp cho phát, ngã từ trên giường xuống dưới đất. Thế ông cười hè, xong rồi đi lên trên giường nằm lại ngủ tiếp. Chồng biết đau là gì hay sao á. Em lúc đó là em xỉn quá, em không biết là em bị đạp hay sao. Dạ em biết chứ gì, em quen rồi chị. Hả, quen bị đạp hoài vậy? Bị đạp thường xuyên hết á. Dạ, ở nhà em bị bạo lực gia đình mà. Ôi trời, tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Nhưng mà sao cái cú đạp đó rồi bây giờ còn vô tâm nữa không? Dạ hết rồi. Hết chưa? Không, một thời gian sau cái hôm Tết vừa rồi anh mới đi nhậu 1 giờ hơn, thấy lò dò về nhà tưởng về lo lắng cho vợ nên về, hóa ra dẫn thêm 2-3 anh nữa mà đứng ở ngoài đầu ngõ kìa. Anh này thò đầu vào, em ơi anh đi thêm tí anh về nhé. Thế lúc ấy em ấy bực quá, em ấy không nói gì cả, em đi lên trên lầu. Đi lên lầu thế là thấy đi luôn cũng chẳng thấy lên hỏi vợ một tiếng nữa. Thì hôm đấy em cũng bực quá, em ấy nhắn tin cho mẹ là chồng con bây giờ như này, mai con về nhà mẹ. Thế mẹ em nhắn lại kêu là mai mà không về hai đứa thì đừng có mà về. Thế là em ấy không có cách nào cả, em ấy vứt quần áo ra ngoài phòng, em khóa cửa phòng mà cho ở bên ngoài luôn, đóng cửa phòng ngủ em một phòng khách. Vợ em thì nói em vô tâm. Dạ. Vậy thật, vợ em thì thật xấu như vậy. Vợ em hay khóc lắm, hai vợ chồng đang vui nhưng quay qua thấy ngồi khóc tình bơ. Với lại vợ em hay la hét lắm, nhiều có chuyện gì bực mình là la hét lên cả xóm nghe luôn. Ăn to nói lớn mà áp lực lắm anh. Không phải, tại vì nếu mà ví dụ như mà em không la hét thì em sẽ bị stress. Mà lúc mà vợ em la hét vậy thì em làm gì? Em quay qua người nhìn em cười thôi, tại em biết em quen rồi. Anh vui á, hai vợ chồng này phải đặt một cái nickname là vợ chồng khóc cười á. Dạ. Em đang bị bạo hành, ví dụ như ngoài cái đạp ra là có khi nào mà bị cắt một cái bợp tai chưa? Dạ có, cắt yêu mà nghe chát rồi, em bị hoài rồi. Anh hay bị em vặt lông, mới cắn. Vặt lông à? Lông gì? Lông chân anh. Rồi cắn nữa, cắn ở đâu? Cắn ở trên người, ở đợt trước em giận quá em cắn hết là ngực mà anh vẫn còn một vết đỏ luôn, bầm luôn. Vợ chồng bạn rất là vui. Thì nếu như cho em một điều ước để mà mong muốn vợ mình thay đổi thì em sẽ ước điều gì? Vợ em ít ăn hiếp em tí, ít la hét một tí cho em đỡ sợ.
tội nghiệp ghê, giống như ông bị bạo hành. Thương ghê. Dạ. Em hiền, em hiền quá mà. Còn em muốn chồng em thay đổi gì? Em chỉ muốn chồng em bớt vô tâm đi thôi. Phải để ý đến bọn tí, tại vì em bầu như này là bọn em cũng là vỡ kế hoạch thôi. Mà cũng chưa sẵn sàng làm mẹ nữa, cũng chưa sẵn sàng làm bố nữa, thì anh cũng phải động viên em một tí. Nhiều khi anh ấy không có hỏi là em cảm thấy thế nào hay như thế nào hết á. Anh cứ mặc kệ, một mình em muốn cảm nhận như nào cũng được. À, bây giờ là hình như em đang... Dạ, 3 tháng à. Anh hỏi em cái này, dạo gần đây em có hay la hét rồi nữa? Vẫn la hét anh. Em có biết em la hét như vậy là ảnh hưởng tới con? Ừ, em không, em chỉ biết là không được hoạt động mạnh, không được đạp chồng nữa thôi. Chứ còn la hét thì em vẫn la hét. Trời. Em, lúc nào em rảnh rảnh em lên mạng á. Dạ. Em search á, trạng thái tâm sinh lý của những bà bầu. Coi đi. Dạ, em coi rồi. Em nếu coi mà rồi. Nếu mà em coi rồi mà em vẫn vô tâm vậy là chị bó tay. Đâu, em thấy em vẫn em quan tâm lắm mà. Tại vì vợ em nói vậy là thấy không quan tâm rồi đó nha. Mới có bầu mà là đi nhậu đi chơi đến 11, 12 giờ đã về tới nhà rồi mà lại còn nói ăn đi tí nữa nha, rồi không quan tâm gì đến vợ, để mà vợ còn phải giục đồ của em ra ngoài, vậy là chị thấy em đúng là vô tâm đó. Sau lần đó là hết rồi chị. Hết rồi chưa? Hết chưa? Không, bây giờ phải hỏi bây giờ hết chưa? Bác sĩ dặn là không được làm cho em phải bực mình nữa, thì thấy từ đợt đấy là cũng tu tỉnh được tí rồi. Và tôi mong rằng phải tu tỉnh hơn nữa. Kéo dài. Mà chồng em chỉ ngoài cái đó ra thì chị thấy chồng em là hoàn hảo đó. Đúng không? Em có thấy vậy không? Thấy. Quan tâm chút xíu nữa thôi. Em chỉ ngoài cái vô tâm thôi chứ còn biết nghe lời đó chị ạ. À, đấy. À, biết nghe lời. À, xin chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc và viên mãn với những điều mà mình đã có. Cảm ơn. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy hả? Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn? Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Đó. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán đó, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì? Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, đó, chị khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào. Đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? À lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là đã anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà chứ còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, cá muối giờ chỉ gom lại còn con muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào. Cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em á là rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi mà làm sao để tao quen ổng hả? Như vậy cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi, là phái liền là em á, em đúng rồi, em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng em Anh thì sao Hoàng Anh, còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy, lo nhìn là cái cô mà đẩy xe đúng không, mình đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng rồi nhìn là dễ thương rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại
Thì từ là đó... mẹ của Lý là quá giang xe của là em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á, là người ta về là ta sẽ đi ngang cái lại Tiền Giang. Thì mới nói là em là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có, có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết là chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên không. Duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi. Là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không? Lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em cũng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại leo đi, lên đâu? Thì có một tấm hình thì mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Tự dưng lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Mình nguyên 3 em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, ngồi trên xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á, em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á, năm 2004 đầu năm 2005 thì phải, thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi rồi có gì bữa nào trả, mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của nghe trong giọng điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à, tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện thoại đúng không? Luôn. Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có chứ sao chứ. Cô ơi, hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian đúng không? Đốt nhiều thời gian. Với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì.
Vậy nó vậy là anh đâu có thương em thật. Là vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có tuần thôi đó. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp để xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. Thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ nữa. Như cô mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ thuyết phục đó. Tấn công vô rồi bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô đốc vô đốc vô. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là ta gọi là dạ, hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xem mắt thôi, thì qua xem mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ em mới vô nhà, xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ. Mình không hiểu sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó, rồi là đám ra mắt đó, rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ có một tuần sau là đám hỏi. Là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mà em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ ba chịu là mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Trời, tức là em không, em biết không có cười lại. Mẹ có tâm sự với em. Là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta, thương người ta rồi ở thời gian rồi chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bất công là kim lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghe thương con, nhưng mà gặp cô gái này là đúng mẹ rồi. thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á, thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn là hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em biết nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như vô mình. Thì mình nghĩ mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó, thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó lạnh dã man luôn, rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á, sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái thôi. Trời cha ơi, hung con vậy đó. Cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi, mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không, đi đâu, đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào, Bình Tân quận Bình Tân á. Xong rồi là
Thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không, chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ. Nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Ờ sao vô tới nhà trọ? Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó, khi người ta gặp em người ta chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ, mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Chở vô chỗ rồi xăng xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi. Em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời lý anh trục cái cảnh anh ấy thấy phải trục chặt. Anh nghĩ sao vậy trời ơi, em nói em rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xăng xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Hay xong đi ra đường em càng vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi nè đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa. Mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Hay xong ha. Xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó. Xong càng vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha. Là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu. Là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha. Đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết trơn. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha. Còn không mà mình nghỉ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Giật lên giật xuống. Trời ơi, làm biến, trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có, em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, 4 đứa con gái, nhà có 4 đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Cậu nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Duy chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chớ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. 4 chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng có trong sáng không? Ổng á ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba là má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Không, ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà... Mày làm cho con người ta có chữa mà mày không biết rồi. Mày bị quánh bầm đầu, bầm cổ không? Quánh chết sống không? Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ẩm còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói gì á. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây.
Thì đó. Rồi mà sao Lý? Sao ổng ổng em hỏi chị, tám hỏi rồi là mình đã được được dược rồi chứ vậy? Không. Ổng không dược. À, ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không. Thì em sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. À, của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. À, thi paragame á. Dạ, nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ, rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa, gần gần rồi. Rồi, giờ cái đêm cái đám hỏi thì sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè, cái đêm động phòng sao? Ổng xào quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ông lắm. Không có nhậu. Là ông hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quất. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xào quần không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không Lý? Không. Thì sao quan nghĩ rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Rồi, anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Đó. Không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Đêm đầu giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Giờ bắt đầu như thế nào là không biết luôn. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái măng mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em thì không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có tư không vấn em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà không đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhưng mình biết vậy. Nhưng mà anh ấy, nói chung là em quý nhất là cái gì, là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không dối em. Anh ấy không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học, là anh có hung bạn đó. Đó trời đất cơi, 14 tuổi rồi biết. Là chỉ có trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm, mà gì mới ngán cho tới giờ luôn. Chắc có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, con nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì cũng là ngừa được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân. Nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó, em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác
giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đêm sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà, đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái nệm, nhưng mà cái nệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xào quần gút gột xong cái xào quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời ơi, gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết. Thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em, nói ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em. Thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, chinh à, tiết đúng rồi, người tiết, gái tiết chinh. Thì nó à, thì ở đó giờ mình không có biết cái này à. Chứ ông mà biết cái thời điểm đó. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy, rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí rồi các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên là cũng ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. Nhớ hoài dạ. Cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á, là anh cứ mắc cỡ, mặt mà em đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết trơn. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi, hai đứa mấy đứa chưa? Là... Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết. Chuyện vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Bà hỏi chị, ví dụ như chị, rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có nghĩa là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà ảnh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái đúng cảm rồi, giác thực ra là... cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này, cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó. Là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ, rất là trân trọng. Anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng là có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn. Là bé đây nhiêu tuổi rồi? Dạ bé lớn em 15, học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi, học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều. 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai đứa nói... thôi ha. Chứ dạ. Định đứa thứ ba. Không, nếu mà đứa... thật sự mà muốn sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á, và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa thôi. Em rất là thích. Thôi hai. Không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó. Thôi. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà này... trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thôi không, mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi, thế mình đẻ đứa khác đi để em nựng. Thôi, đang khó khăn. Thì đó, mình sợ cái nhất thứ hai nữa, sợ sức khỏe. Chưa kể là dịch bệnh nữa, sức khỏe khó khăn rồi, đủ lắm sức khỏe nữa. Rồi tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi, thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào? Em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó, bây giờ em muốn không?
Hả? Hồi nãy giờ toàn là nghe giờ, kể chuyện toàn là đẹp không bây à. Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không bây giờ để Hoàng Anh à, đúng rồi, Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Phái ôm vậy đó. Phái ôm mình á, nhiều khi em á thì thường thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như cái tật xấu. Cái ba ngủ mà. Xong rồi có khi nào bả đè mình không? Tật đó dễ thương mà. Bắt ôm bắt chồng mình ôm vậy thôi. Ôm quá chị, em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ không lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói anh quý em chưa? Không quý được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á? Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không? Xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt, là bắt đầu tối em ngủ bằng sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á, em để lên cổ anh xong rồi anh nghe ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè thì hay shopping đó... bừa bộn nè, mùa đó. Shopping không bừa bộn nhà. Còn nè. Một cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá rồi làm cự á. Khó là ăn á hả? Có nghĩa là chị ăn thịt cá hả chị? Là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn, không thích ăn cá. Phải ăn thịt thôi à. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy một cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vưng lên là em nhìn thấy vậy. Thôi ăn mình ăn đi. Không. Ủa anh cá. Anh biết mà không ăn cá mà anh mua. Vậy thôi anh chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó, là không thích ăn cá đó. Là cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu không? Hỏi có điệu không vậy? Có điệu không? Không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy. Mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng là tật xấu của chồng. Tật xấu của em, đó là tật xấu của em đó. Là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chị gì làm biến. Ngoại trừ cái đó em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang đó. Điểm. Chị làm biến khủng khiếp. Mặt đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi, mẹ đi ruộng là ở nhà làm, lấy cái gỗ đó ra bắt đầu em vẽ. Nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được rồi ha, là bắt đầu biết ngựa. Nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xuống miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết, đợi là ngồi đợi.
ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái uống cà phê ngồi. Tại ông khoái mà, ông phái á chị. Ông phái á. Ờ ê hồi nhỏ chắc em sớm mới gọi Lý Điệu không đúng không? Ủa sao nó được vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng làm mặt nữa nghe. Đúng, chính xác. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Hồi đó mà con Hoa Sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu co. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Ồ, vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á là anh, cái thứ nhất cái đầu tiên á là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó, đó là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó anh như thế này thôi thôi đã dễ sợ không hỏi chứ. Em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó anh làm gì vậy em lúc đó chắc phải mặc quần vô luôn mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không, anh đi dạy anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết, thì mình bảo là nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Không, bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mà muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Là gì? Nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn, thay phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là xong. Anh đi ngay hay đụng dai chân, nói chung bất cứ vậy đó, đây là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn có nhéo không vậy? Trước khi không, tôi muốn cái mang bê cái vú cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à? Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết hay không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều ảnh dạy ảnh mệt, em cũng đi bán em mệt, hay không về lăn ra ngủ. Rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao? Có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỗi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong, anh ôm mình vô anh ngủ cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là theo chị nha, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà ảnh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì chắc là vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà ảnh hung em xong rồi ảnh ôm em ảnh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn đó cưng. Trời, hiếu có hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với ảnh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chỉ ghen vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả?
Sao không, cái giường nhỏ vậy mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng đâu. À, rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi, đúng không? Em dẹp qua qua bên, không nói tới nữa, không nói tới nữa, em bỏ luôn. Đó là vậy. Mong bây giờ em vậy thôi. Tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại, đúng không? Rồi. Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó, giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ổng bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Thế là ổng sẽ nói thì, nhiều đúng không? Không có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm làm nó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hại chồng nó khỏi bị móc. Dễ chính xác cái đó, đúng, đúng nó đó. Mới hoài luôn. Không áp lực là làm được, đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị, sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị mất là lý do mình càm ràm nhiều quá. Ông bị áp lực, không phải đúng em nói làm cho người đàn ông bị cục hứng đó, em bị cục hứng đó nghe. Là áp lực đó, thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó. Nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương quá đó. Đó là dính liền anh. Lý điệu này nè. Không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Chết luôn đó. Bữa nay chăn mắm đó. Đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn anh chị. Rồi.